Xin chào các bạn, để mình giải thích cách chọn tủ trước nhé. Các bạn chọn tủ có thể dựa vào con số yêu thích sắc màu hoặc là các trụ đá ở phía trên, hoặc là các bạn sẽ chọn tủ dựa vào các thông điệp phía dưới này. Các bạn tủ 1, chúng ta có thông điệp là tôi cảm thấy như được hưởng phước lành bởi vì tôi là chính bản thân của mình. Các bạn tủ 2 có thông điệp là tôi rất tin tưởng về trí tuệ ở bên trong tôi. Các bạn tủ 3 thông điệp là tôi chấp nhận toàn bộ về con người mình. Đó. Rồi, bây giờ các bạn chọn nha. Chủ đề của chúng ta là về tình yêu. Ai đang bị hút về ánh mắt nụ cười của bạn? Bây giờ mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1. Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là ai đang bị hút về ánh mắt nụ cười của bạn. Các bạn tụ 1 có thông điệp là bạn cảm thấy là phước lành khi bạn là chính bản thân của mình á. Tức là các bạn tụ 1 đã ở trong cái dòng năng lượng, các bạn đã hiểu được một cách sâu sắc về cái gọi là yêu thương chính bản thân của mình. Bạn cảm thấy đủ đầy khi mà các bạn đã tìm thấy cái tình yêu thương á, từ ở bên trong của bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây ha. Chúng ta hôm nay chủ yếu là mô tả về ai đang bị hút về các bạn ha. Mình sẽ mô tả cái người đó là chủ yếu. Các bạn có 9 kiếm. Rồi. Các bạn có the face. Wow, bạn và người này rất là có nhân duyên với nhau á. Cái người này mình cảm thấy là một người suy nghĩ nhiều, tức là cái tình trạng hiện tại có nhiều những cái mà họ suy nghĩ, họ lo lắng về nhiều thứ trong cuộc sống. Trong cuộc đời của họ đã từng có rất nhiều những sự kiện á, mà nó có thể gọi là có những cái sự thấm thía về cuộc đời rất là nhiều. Họ có nhiều những cái sự trải nghiệm về những điều trong thực tế á, hay còn gọi là đường đời. Đường đời họ học rất nhiều những bài học. Hiện tại cái người mà đang bị thu hút về phía các bạn nha, tức là họ rất là để ý các bạn á, thì cái người này là họ chưa có giữ được cái sự cân bằng lắm. Tức là họ rất cần là đang giữ sự cân bằng trong cuộc sống á. Và cái người này đã có cái khoảng thời gian rất là dài là họ có bị ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cái người này khó bắt đầu ngủ, hoặc là có nhiều cái khiến cho họ lo lắng và họ rất dễ bị bối rối, bị stress, giống như là họ không có muốn thêm một cái tác động nào mà khiến cho đầu óc của họ có sự nặng nề hơn. Đây là cái người mà đang để ý đến các bạn, có những cái bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Cái khoảng thời gian này họ thích những cái điều đơn giản trong cuộc sống. Giống như họ không còn thích lắm về những cái sự bon chen, cạnh tranh với cuộc đời nữa, mà họ đang thích những cái sự đơn giản, những sự hài hòa. Rồi, các bạn có pay up source. Cái người này giỏi về kiến thức á, kiến thức rộng ha, và giỏi về trong cái việc nắm bắt thông tin. Người này cập nhật thông tin rất là nhanh và cũng là tài năng của họ luôn á, tức là có sự nhạy bén trong cái việc nắm bắt thông tin, liên kết các thông tin lại với nhau. Người này rất là nhạy bén để có thể tìm ra được những cái nguyên nhân gốc rễ của một cái sự kiện nào đó. Đây chính là tài năng nổi bật của họ. Nhất là những cái mà liên quan đến cuộc sống thực tế á, tức còn gọi là những cái liên quan đường đời, sự trải nghiệm trong cuộc đời, họ rất là giỏi nắm bắt thông tin và liên kết các thông tin lại với nhau. Đây, các bạn có thông điệp Queen, nữ hoàng nước. Wow, cái người mà đang để ý đến các bạn đang rất là bị thu hút về những cái nét duyên của các bạn nha, tức là những cái nét duyên ngầm nè, những cái rất là duyên dáng ở các bạn, tức là bị hút về ánh mắt nụ cười, hay còn gọi là họ bị thu hút về cái sự duyên dáng của các bạn. Đây là người có năng lượng nữ tính rất là cao,
cho dù họ thuộc giới tính nào ha, họ là nam hay nữ hay bất kỳ giới tính nào, thì cái năng lượng nữ tính bên trong của họ rất là cao, họ có sự tinh tế. Người này rất là tinh tế, thích những cái tinh tế, những cái dịu dàng, điềm đạm. Tức là những cái đặc tính từ các bạn á. Không, đây đây là những cái sở thích riêng của họ về một người phối ngẫu, chẳng hạn như là họ thích đối tác của họ là có sự duyên dáng, sự tinh tế, dịu dàng, nhẹ nhàng. Thích cái sự điềm đạm, sự chững chạc của cái người phối ngẫu của họ. Cái đó là cái giống như gọi là tiêu chuẩn. Thật ra cái người này cũng không phải là đặt tiêu chuẩn gì cho người thương của họ đâu nha, nhưng mà có một vài những cái đặc tính mà họ yêu thích đó. Nhưng khi bị cuốn hút về phía các bạn, nói là một cái sự tự nhiên nha, tại vì các bạn có năng lượng của the face á, cho nên bạn có thể có nhiều những cái đặc tính mà họ yêu thích, hoặc thậm chí á, là bạn có ít những cái đặc tính họ yêu thích đi chăng nữa thì họ vẫn bị cuốn hút về phía các bạn một cách tự nhiên. Tức là các bạn có những cái nhân duyên quen biết với nhau, cho nên là các bạn tụ một cũng không cần phải băn khoăn là các bạn có những cái đặc tính như là tinh tế, điềm đạm, dịu dàng hay không, cái điều đó nó không có quan trọng. Tức là như thế nào thì họ cũng bị cuốn hút một cách tự nhiên về phía các bạn rồi. Rồi em. Cái đặc tính nữa của cái người mà đang bị hút về phía các bạn á, cái người đang để ý đến các bạn chính là cái việc họ họ rất là tinh tế trong cái việc làm tổn thương đến người khác. Chẳng hạn như là họ sẽ rất là để ý á, khi họ nói, họ hành động, họ sẽ rất là tránh cái việc làm tổn thương người khác ha. Tức là họ rất là nhạy cảm để nhận ra những cái yếu điểm của đối phương á, mà họ né, giống như là họ sẽ ứng xử một cách đầy cái sự tinh tế, không làm tổn thương đến người khác. Các bạn có Nine of Cups. Hiện tại thì mình đang thấy là cái người này rất là bị cuốn hút về phía các bạn á. Bạn giống như là một cái điều ước của họ thành hiện thực. Tức là cho dù bạn có những đặc tính nào đi chăng nữa thì cái người này vẫn cảm thấy là một cái phước lành, một cái sự hạnh phúc nào đó mà họ có nhân duyên quen biết các bạn nha. Tức là cái nguồn năng lượng của bạn là một nguồn năng lượng rất là chữa lành cho tâm hồn của họ luôn. Mình đang nhận thấy cái người này có bị cuốn hút bởi cái tính cách của các bạn, một cái sự ngọt ngào của các bạn nữa. Tức là bạn có một cái sức hút á, một cái sự quyến rũ đối với người này. Tức là cái người này cảm thấy các bạn rất là quyến rũ, họ rất là bị thu hút. Họ rất là bị thu hút bởi cái vẻ đẹp của các bạn ha, bởi cái ngoại hình của các bạn. Có nhiều trường hợp thì mình cảm thấy là cái làn da của các bạn nha, tức là có một cái sự ngọt ngào nè, và cái bề ngoài là làn da của các bạn là một cái sự cuốn hút với cái người này. Có thể làn da của các bạn rất là mịn màng, trắng sáng, đó là ví dụ thôi. Thì mình đang thấy là họ đang bị cuốn hút về bề ngoài của bạn luôn, về làn da của bạn luôn. Đang bị cuốn hút bởi cái sự ngọt ngào của bạn á. Và rồi để mình tiếp. Người này rất là bị cuốn hút về phía các bạn, the Harvested. Cái người mà đang để ý đến các bạn là một người có tìm hiểu về tâm linh, có khả năng tâm linh. Họ cũng là người có trực giác rất là cao, họ có sự nhạy bén, và họ có một cái sự rất là tinh ý. Tức là chỉ cần tương tác với người khác, cảm nhận về người khác, hay là bất kể một cái sự thay đổi nào trong cái cách đối phương nói hoặc là thái độ cử chỉ, thì cái người này rất là nhạy bén trong cái việc nhận ra là đối phương đang như thế nào. Cái người mà để ý đến các bạn là có một cái khoảng thời gian họ rất là nội tâm á.
rất là nội tâm. Đây là một người nội tâm sâu sắc, mọi thứ hầu như họ đều giấu ở bên trong hết. Trước đây không phải là một người dễ dàng chia sẻ, hoặc không phải là một người dễ dàng có thể để bị xâm nhập vào trong tâm hồn của họ. Bạn thấy cái người này có những cái sự kín đáo, họ có những cái sự riêng tư, họ có những cái sự đơn độc, họ có sự ẩn sĩ, và thường là họ sẽ không có nói quá nhiều, tức là bạn tinh ý thì bạn sẽ nhận ra, chứ còn họ sẽ không nói quá nhiều về bản thân. Rồi đây là một người rất là nội tâm á. Nhưng mà cái người đang để ý đến các bạn là có một trí tuệ rất là sáng nha. Có thể là họ đã từng rất là chịu đựng và can đảm để có thể vượt qua cái giai đoạn rất là đêm đen trong cuộc đời của họ, cho nên thành ra là họ rất là sáng, trí tuệ của họ rất là sáng, bởi vì giống như là họ đã trải qua những bài học và họ đã nhận ra được những cái giá trị tâm linh cho những bài học mà họ đã từng đi qua rồi. Chúng ta có một lá cuối nha. Các bạn có Justice. Tính cách của người này rất là thẳng thắn và công bằng, công tư phân minh ha, và họ có một cặp mắt rất là sáng, rất là tinh ý. Đây là một cái người mà ứng xử luôn tỉnh táo, luôn rất là lý trí, để họ luôn giữ cái sự điềm tĩnh, sự tỉnh táo lý trí để có thể là xử lý được các tình huống bất ngờ, hoặc là họ luôn giữ sự điềm tĩnh và tỉnh táo để có thể là đưa đến cái sự rõ ràng và sự công bằng cho các bên liên quan, chẳng hạn như khi họ ứng xử với bạn hay với bất kể người thân bạn bè nào, thì họ luôn giữ cái sự tỉnh táo để có những cái ứng xử mà không có làm tổn hại cho tất cả các bên. Tức là họ luôn tìm một cái cách sáng suốt nhất để mà đem ra ứng xử. Cho nên có thể nói đây là cái người rất là tỉnh táo, lý trí, thực tế, nhưng mà họ có một trái tim đầy nhạy cảm ở trong đó. Tức là trái tim của họ là một cái người có nội tâm sâu sắc á. Các bạn à, có thông điệp Turn on your heart light. Đây là một cái người mà gọi là đã bật cái ánh sáng, bật đèn lên rồi, bật ánh sáng trái tim của họ lên rồi. Có nghĩa là thời gian trước các bạn quen họ thì họ có gọi là mở cửa trái tim của họ hay chưa, nhưng mà thời gian này họ đang bắt đầu mở cửa trái tim của họ rồi nhé. Giống như năng lượng của các bạn là họ ngày càng có cái sự tin tưởng các bạn nhiều hơn, ngày càng chấp nhận các bạn nhiều hơn, hiểu các bạn nhiều hơn. Cái này nó tương ứng với cái việc là bạn bạn chấp nhận bản thân của mình á, tức là các bạn tụ một càng tự tin bao nhiêu khi đứng trước họ thì họ càng chấp nhận các bạn nhiều hơn. Giống như các bạn tự tin là chính bản thân của mình, và các bạn buông thả lỏng mọi thứ, tức là để mọi chuyện nó diễn tiến một cách tự nhiên thôi, thì cái người này lại càng chấp nhận các bạn nhiều hơn nha, tức là ngày càng mở lòng với bạn nhiều hơn. Càng về sau cái người này gọi là đón nhận tình yêu của các bạn nhiều hơn á. Họ cũng mở lòng, mở trái tim của họ nhiều hơn với bạn. Lớp Master Different, đây là một trải nghiệm rất là thú vị với các bạn tụ một ha, cặp đôi của mấy bạn nè, tạo nên sự khác biệt. Có nghĩa là trong cái tình yêu này là một cái nguồn truyền cảm hứng á, là động lực để cho các bạn có nhiều những cái sự thay đổi lắm. Có năng lượng chữa lành và năng lượng của cái việc
các bạn sẽ cảm nhận được cái sự an toàn á, và khẳng định được giá trị bản thân nữa. Có nghĩa là trong tình yêu này các bạn trưởng thành hơn, độc lập hơn, can đảm hơn để làm được nhiều thứ. Reveal what needs to be seen, các bạn ngày càng tự tin hơn á. Tức là năng lượng tình yêu này là có cái sự tác động qua lại giữa hai bên các bạn ha. Tức là họ ngày càng có bộc lộ con người thật của họ nhiều hơn, còn các bạn thì ngày càng tự tin hơn. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 2. Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là ai đang bị hút về ánh mắt nụ cười của bạn. Tức là ai đang bị bạn thu hút á, ai đang rất là chú ý đến cái sự duyên dáng của mấy bạn tụ 2 ha. Mình sẽ chủ yếu là mô tả nguồn năng lượng của họ. Mình chỉ nói sơ qua, tổng quát về năng lượng của mấy bạn một chút xíu thôi. Các bạn tụ 2 đang trong năng lượng là bạn rất là tin tưởng về trí tuệ ở bên trong của bạn á. Tức là thông qua một cái quá trình tĩnh lặng hoặc là thiền định thì mình thấy là các bạn sẽ sáng suốt hơn, sẽ rõ ràng hơn mọi chuyện về bản thân của mình. Và mình thấy các bạn trực giác cũng ngày càng tăng. Thông qua cái quá trình mà tĩnh lặng thì các bạn có một cái sự sáng suốt rất là nhiều á. Trí tuệ của các bạn ngày càng tăng ha. Đó chính là năng lượng chung của mấy bạn tụ 2. Rồi bây giờ mình sẽ chủ yếu tập trung mô tả cái người đang để ý cái sự duyên dáng của mấy bạn nha. Các bạn có pay up source. Các bạn có queen up source. Các bạn có 4 tiền. Các bạn có 7 tiền. Justice. Rồi. Các bạn có 8 tiền. Năng lượng tiền rất là nhiều. Rồi, ai đang bị hút về phía bạn, các bạn có the chariot. Rồi. Cái người đang để ý đến các bạn, người đang để ý sự duyên dáng của các bạn thì ban đầu thì mình thấy cái người này để ý các bạn qua truyền thông thông tin đó, tức là qua các trang mạng xã hội ha. Đây là một người rất là giỏi trong những cái lĩnh vực liên quan đến thông tin, rồi giỏi trong cái việc tương tác giao tiếp. Đây là một cái người có cái khả năng logic rất là cao, người lý trí. Phong cách bề ngoài của họ làm bạn sẽ thấy là có một cái sự lạnh lùng nào đó ở bên ngoài. Tức là cái phong cách bề ngoài họ sẽ thể hiện cho các bạn thấy là một cái người rất rõ ràng trong quan điểm ngay từ đầu. Có nghĩa là trong cái quá trình bạn tương tác với họ, ngay từ đầu cái người này đã có một cái sự thẳng thắn luôn về quan điểm của họ. Một người rất là rõ ràng, dứt khoát. Đây là cái tính cách, cái thói quen ứng xử của họ. Nếu như các bạn không quen với điều này thì ban đầu có thể các bạn sẽ choáng. Các bạn sẽ choáng về cái sự thẳng thắn của họ. Các bạn sẽ thấy cái phong cách bề ngoài hay dứt khoát, rõ ràng, thẳng thắn, có vẻ như là lạnh lùng. Có nghĩa là cái phong cách bề ngoài họ thể hiện là như vậy á. Trong cái quá trình bạn tương tác với họ thì mình thấy ban đầu các bạn sẽ tương tác chưa có trực tiếp với nhau. Ban đầu các bạn sẽ tương tác là qua các trang mạng xã hội á. Qua điện thoại, qua email, qua tin nhắn,
Đó là cái cách các bạn tương tác ban đầu, và sau đó mới là cái sự tương tác trực tiếp với nhau ha. Kể cả cái lúc các bạn tương tác trực tiếp hay là còn qua các trang mạng xã hội thì mình thấy được cái người này đã thể hiện cái quan điểm rõ ràng của họ luôn ngay từ đầu. Đây là một cái người mà sẽ thể hiện cái chính kiến của họ ra một cách rất là rõ ràng. Tức là họ thể hiện, họ show cho các bạn thấy, tức là show cho các bạn thấy là họ là một cái người rõ ràng, dứt khoát, một người rất là lý trí, và họ giống như là họ cố tình họ show ra là một cái người luôn hành xử dựa trên những cái sự thực tế, lý trí, chứ không phải là một cái người mơ mộng. Không là một người mơ mộng, không phải là một cái người mà kỳ vọng cái gì đó quá xa xôi, mà đây là một cái người mà trong cái lúc tương tác với bạn á, thì họ sẽ có một cái sự xô ra là tập trung vào trong cái hiện tại này, cái thực tế này, thực tại này, cái khoảng thời gian hiện tại là cái gì, là những điều thực tế là cái gì. Nhưng đây là một người có kế hoạch nha, họ có kế hoạch. Mình nói một hồi mấy bạn chắc rối luôn quá. Tức là một người có kế hoạch, một người có sự chuẩn bị cho tương lai, chứ không có phải là một người chỉ có biết hiện tại mà không có những kế hoạch tương lai, là không phải như thế. Đây là một người cũng rất là chịu siêng, chịu khó, rất là chăm chỉ, rất là siêng trong cái công việc, và là một cái người dày dựng cái công việc sự nghiệp cũng có cái sự bền bỉ lâu dài, có sự cố gắng bền bỉ gieo trồng ngay từ đầu, rồi có những cái kế hoạch lâu dài. Chứ đây không phải là một người làm việc nóng vội hay là làm việc chỉ nghĩ đến những cái nhất thời, những cái ngay trước mắt, là không phải. Nhưng khi tương tác với các bạn á, thì họ sẽ show ra cho các bạn thấy, để các bạn thấy rõ cái quan điểm của họ là thực tế, là họ quan trọng cái thời điểm hiện tại, và họ sẽ không có đặt một cái sự kỳ vọng nào đó để nó vượt khỏi cái sự kiểm soát của họ trong tương lai. Các bạn sẽ thấy như vậy. Thì cái năng lượng của họ khi tương tác với các bạn á, đôi khi các bạn sẽ hơi bị choáng á, nếu như bạn không có phải thuộc tiếp người giống họ. Nếu như các bạn thuộc tiếp người mà năng lượng của lửa nhiều hoặc là nước nhiều thì bạn sẽ choáng với họ. Tại vì năng lượng của họ là kiếm nhiều, xu nhiều, thì có nghĩa là năng lượng của họ là thực tế, lý trí, thực dụng. Không có phải là xấu ấy mọi người, đây là cái quan điểm của họ thôi, rất là thực tế. Còn nếu như bạn năng lượng của lửa nhiều á, của nước nhiều, thì có nghĩa là cảm xúc nhiều, là sự đam mê nhiều, có lý tưởng, thích nói về những cái ước mơ, hoài bão, vân vân, thì đôi khi bạn tương tác với họ có thể là bạn sẽ choáng. Choáng bởi vì là họ sẽ cho các bạn có nhiều những cái nhìn nó rất là thực tế trong cuộc sống á. Tức là bạn sẽ thấy một cái người sâu quan điểm rõ ràng, sâu quá là lý trí, chuyện gì cũng có thể là phân tích ra, tính toán ra, rất là lý trí, và cái cách nói chuyện này nọ cũng rất là thực tế. Họ rất là chú ý vào trong cuộc sống, trong sự nghiệp, trong tiền bạc vật chất. Wow. Nhưng mà cái người này đang rất là chú ý đến các bạn ha, và có khả năng là họ cũng có sự theo dõi các bạn lúc ban đầu một khoảng thời gian luôn, có nghĩa là dõi theo các bạn qua các phương tiện, các trang mạng xã hội cũng một khoảng thời gian. Cho nên cái người này là chú ý đến các bạn rất nhiều nha, và thường hay để ý, có nghĩa là thường hay có sự âm thầm dõi theo các bạn. Các bạn sẽ thấy cái người lý trí, thực tế, lạnh lùng, nhưng mà là có năng lượng của justice, tức là một người rất là công bằng. Cho nên các bạn yên tâm là họ sẽ ứng xử với bạn, với mọi người á, nó có cái sự công bằng trong đó, có sự cho đi nhận lại, công bằng, ứng xử rất là cân bằng luôn, chứ họ không có phải là một cái người mà ứng xử để mất cân bằng đâu, hay là có những cái ý đồ gây thiệt hại cho người khác là không á, mà họ sẽ đem cái sự cân bằng và công bằng cho họ và cho mọi người. Đây là một người có năng lực cao á, trong công việc, có năng lực cao trong cái việc là
là nắm bắt những cái cơ hội kiếm tiền, hoặc là họ là một người cũng rất là tập trung trong cái chuyên môn á, tức là họ có trách nhiệm trong cái công việc của họ, hoặc là họ có niềm say mê trong công việc của họ. Cho nên là bạn thấy là cái chuyên môn của họ, là cái tập trung kiếm tiền của họ rất tốt. Và đây là một người rất là rõ ràng và hành động nhé. Cho nên là khi tiến đến với các bạn, họ có những cái suy nghĩ gì, họ có những cái sự tính toán gì cho tương lai, rồi tức là họ sẽ đồng hành với các bạn như thế nào, rồi cái quan điểm tình cảm của họ dành cho các bạn là như thế nào, thì bạn yên tâm, cái người này sẽ cho các bạn biết rõ ràng luôn. Đây là một người thực tế rõ ràng, là người có hành động, cho nên sẽ cho các bạn biết một cách rõ ràng luôn nha. Đây, đó là nãy giờ mình đang mô tả về năng lượng của cái người mà đang chú ý đến cái sự duyên dáng của các bạn, tức là đang để ý đến bạn. Người này có sự theo dõi các bạn luôn, trực tiếp hoặc là gián tiếp đều có sự theo dõi các bạn hết. Với năng lượng của người này thì nó thời gian sẽ cho các bạn câu trả lời, tức là tại vì năng lượng của họ là năng lượng của cái sự bền bỉ lâu dài, cho nên là họ không có quyết định cái gì vội hết đó. Tức là bạn muốn hiểu một cách sâu sắc về người này thì chỉ còn có một cái cách, đó là bạn đồng hành với họ lâu dài thôi thì bạn mới có thể hiểu hết được cái sự sâu sắc ở bên trong của họ. Hãy tiếp nha. Chờ mình chút. Các bạn có focus on love. Hãy nhìn vào trong những cái mặt tốt đẹp của mọi người. Đây là quan điểm sống của họ hoặc là của bạn, hoặc đây là một cái quan điểm sống chung cho cả bạn và họ đều có. Tức là dĩ nhiên cặp đôi các bạn phải có những cái sự tương đồng nào đó các bạn mới thu hút nhau. Cho nên mình có một cái cảm giác đây là một cái quan điểm sống rất là chung cho cả bạn và họ. Tức là khi các bạn tương tác với bất kỳ ai thì các bạn thường sẽ tập trung vào những cái ưu điểm, những cái mặt tốt của đối phương. Tình cảm của các bạn tụi hai á, cái sự cái cuộc cái thực tế của cuộc sống nó tác động đến tình cảm của các bạn nhiều. Thực ra là không phải tác động đến đến tình cảm của các bạn, mà là tác động đến cái suy nghĩ của người thương các bạn nhiều, tức là tác động đến họ nhiều á. Cho nên bạn thấy cái người này rất là thực tế, lý trí. Đây sẽ là một người không có hứa nhiều với các bạn về những chuyện mà vượt khỏi cái sự kiểm soát của họ ha. Đây có thể sẽ không là một người mà sẽ không có để cho các bạn kỳ vọng nhiều á, bởi vì cái gì họ chắc thì họ mới hứa. Các bạn có back to what you love. Các bạn cứ là quay trở lại với những gì mà các bạn yêu thương. Có nghĩa là các bạn tụi hai cứ tập trung vào bản thân của mình á, không việc gì phải giới hạn sự phát triển của bạn lại. Tức là các bạn có đang tương tác với họ hay không thì các bạn cũng hãy ưu tiên vào trong cái sự phát triển bản thân của bạn. Tức là bạn bạn yêu thích điều gì trên đời, bạn thích có thích đi du lịch hay không, bạn có những cái sở thích cá nhân nào, hãy tập trung vào điều đó. Cho dù là các bạn có tiến xa hơn trong mối quan hệ, hay mối quan hệ của các bạn đang tiến triển chậm, thì hãy cứ tập trung vào những gì các bạn yêu thương trước. Không có để cho tình cảm gọi là giới hạn các bạn lại ha. Hãy vẫn cứ dành thời gian cho những gì mà các bạn yêu thương, cho những sở thích riêng cá nhân của bạn á. Tại vì năng lượng tình yêu của các bạn tụi hai
các bạn có đi lâu dài với nhau hay không. Thật ra mình cũng không có phải tập trung vào cái điều này trong cái trải bài này nữa. Mình chỉ là tập trung mô tả họ thôi, mô tả cái người mà đang chú ý đến sự duyên dáng của bạn á. Chỉ có thời gian mới trả lời được, tại đây là một người thực tế lý trí á. Cho nên là các bạn có phát triển được mối quan hệ không là phải chờ thời gian thôi, bởi vì cái người này rất thực tế lý trí. Các bạn có năng lượng switch your world into being. Các bạn hãy cứ làm sử dụng ngôn ngữ, ngôn từ, thông tin, suy nghĩ của bạn để cho bạn làm cho cái thế giới mà bạn mong muốn được sống trong cái thế giới đó nó được hiện hữu. Thì ý muốn nói là bạn muốn phát triển như thế nào, bạn muốn có một cuộc sống như thế nào, thì các bạn hãy có những cái sự suy nghĩ, tập trung vào trong những cái mục tiêu mà bạn muốn hướng đến để các bạn là làm cho cái thế giới của bạn nó trở thành hiện thực. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ ba, mình để đây nha. Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là ai đang bị hút về ánh mắt nụ cười của bạn, hay còn gọi là ai đang bị thu hút về cái sự duyên dáng của các bạn ha. Mình sẽ chủ yếu tập trung mô tả nguồn năng lượng của họ và mình chỉ nói sơ qua về năng lượng tổng quát của các bạn tụ ba thời điểm này. Các bạn có thông điệp I accept all of myself. Các bạn tụ ba đã đạt đến trạng thái là bạn chấp nhận hoàn toàn mọi thứ về bản thân của mình. Đây là khoảng thời gian các bạn tụ ba đã đạt đến cái sự điềm tĩnh và bạn đã nhìn thấy mọi thứ nó là một cái quá trình, và cái cuộc sống là chúng ta đi trong cái quá trình đó, tận hưởng cái quá trình đó. Có nghĩa là các bạn đã đạt đến trạng thái giống như là các bạn có thể buông bỏ được, hoặc là các bạn đã thoát khỏi được năng lượng của cái sự kiểm soát, là cái năng lượng của mấy bạn tụ ba ha. Bây giờ mình sẽ tập trung mô tả cái người đang để ý đến những cái sự duyên dáng của mấy bạn nha. Các bạn có Ace of Cups. Có cái gì đó ha, tình yêu bắt đầu, một cái nguồn cảm xúc tuyệt vời bắt đầu, cái gì đó rất là mới mẻ, hoặc là đột nhiên á, là những cái dòng nước rất là êm ả, một khoảng thời gian êm ả rồi, và đến thời điểm này là tự nhiên có những cái đợt sóng cảm xúc lên rất là cao. Cái gì đó cảm xúc lên rất cao, nhưng mà rất tích cực nha mọi người. Tại Ace of Cups nó là nguồn năng lượng yêu thương á, tình yêu rất là tích cực. Wow. Mình tiếp. Các bạn có The Devil. Rồi, chờ mình nha. The Devil, chờ mình chút xíu. Mình đang thấy có nhiều cái sự cuốn hút trong cái năng lượng tình yêu mấy bạn tụ ba lắm, rất là mãnh liệt, rất là dữ dội, nhiều cái sự đam mê. Ace of Cups cũng là nổi lên những cái con sóng của cái sự đam mê trong tình yêu mấy bạn. Các bạn cuốn hút lẫn nhau và bạn đang trong cái năng lượng chấp nhận mọi thứ về chính bản thân mình. Tình yêu của các bạn á, càng ngày nó sẽ đi đến cái giai đoạn là bạn tự tin trong tình yêu hơn. Giống như là bạn không còn lo sợ
những cái khuyết điểm nào ở bản thân ha. Cái khuyết điểm đó là tính cách hay là ngoại hình, thì bạn không có còn cảm thấy lo lắng, e dè cái khuyết điểm đó sẽ ảnh hưởng đến cái cách mà người yêu của bạn nhìn các bạn như thế nào. Tức là bạn đạt đến trạng thái năng lượng của cái sự tự tin nhiều hơn. Kể cả là những cái khuyết điểm của mình, bạn cũng tự tin nhiều hơn. Rồi. Các bạn có A-Upsource. Ai đang rất là cái người đang thu hút các bạn, thật ra họ có một cái sự cuốn hút mãnh liệt về phía các bạn luôn. Và các bạn cũng có những cái nhân duyên á. Các bạn có nhân duyên, cho nên là cái nhân duyên gì đó mà các bạn rất là dễ bị hút nhau ngay từ giai đoạn đầu các bạn quen biết với nhau luôn, là dễ có cái sự cuốn hút với nhau. Bạn rất là thu hút với họ, nhưng mà các bạn tụi ba thì trước đó thường hay soi gương bản thân á, tức là bạn từng có những cái cảm giác so sánh, so sánh bản thân là không biết mình có đủ đẹp, đủ cuốn hút trong mắt đối phương hay không. Nhưng cái thực tế cái người này rất là bị cuốn hút về phía bạn. Rồi. Các bạn có kỵ sĩ tiền. Các bạn có Page of Pentacles, Four of Cups. Một lá thôi nha mọi người. Justice. Rồi làm như ngày hôm nay sao mình rút lá Justice luôn cả ba phần trả bài. Người đang bị hút về phía các bạn á, là một cái người mà họ có những cái sự suy nghĩ nó rất là vững vàng trong cuộc đời á. Một người rất là trưởng thành, một người có cái sự thấu hiểu về cuộc đời rất nhiều. Họ năng lượng của kỵ sĩ tiền á, tức là một cái người mà rất là đứng vững trên mặt đất. Trong tình cảm á, các bạn tụi ba là những người có cảm xúc nhiều, có những cái sự suy nghĩ nhiều nữa. Do các bạn có những cái nhân duyên nha, và do các bạn cũng có nghiệp quả với nhau, tại có năng lượng The Devil á, cho nên là ban đầu các bạn có trigger nhau, giống như kiểu tình yêu mấy bạn tụi ba á, ban đầu làm cho các bạn bị lo lắng về bản thân, sợ là mình không có đầy đủ cái điều kiện, cái yêu cầu, cái sự cuốn hút. Nhưng mà cái sự thật nó rất là ngược lại, tại các bạn có nhân duyên với nhau, tức là bạn lại rất cuốn hút trong mắt họ. Còn cái người này bạn thấy là một người rất là thực tế, lý trí. Tại vì năng lượng của họ là kỵ sĩ tiền, năng lượng của Justice á. Chính vì cái sự thực tế, lý trí của người yêu các bạn tụi ba, cho nên thành ra khiến các bạn lại suy nghĩ nhiều hơn. Giống như là do họ thực tế, lý trí, cho nên bạn sợ rằng là họ sẽ có sự so sánh bạn với những người khác. Hay họ sẽ có cái sự cân nhắc tính toán giữa bạn với người khác chẳng hạn á. Đó là bạn suy nghĩ như thế. Nhưng mà cái người này, cái người này thực tế, lý trí, theo cái kiểu đem đến cái sự công bằng ha. Họ cũng có thể là người rất biết nhiều về nhân quả, nghiệp báo. Tức là thực tế, lý trí theo cái kiểu như vậy, chứ họ không phải thực tế, lý trí theo cái kiểu đem bạn đi so sánh với người khác ha. Cho nên các bạn tụi ba có thể tới lúc thoát khỏi tám kiếm được rồi, bạn không cần soi gương bạn nữa. Tức là bạn không cần suy nghĩ nhiều, lo lắng, bạn không cần so sánh bạn với bất kỳ ai nữa, bởi vì cái người này không có nghĩ về bạn theo cái cách đó. Cho nên đến lúc các bạn tụi ba chấp nhận hoàn toàn chính bản thân mình là hợp lý á, bà rất là kết nối với nhau. Mình thấy trong cái tình yêu này, từ từ các bạn tụi ba, các bạn sẽ vui hơn, phấn khởi hơn nhiều. Từ từ bạn sẽ giảm đi cái năng lượng của cái sự lo lắng, hay là giảm đi năng lượng của cái sự sợ người yêu mình đánh giá, phán xét mình, so sánh mình với người khác á. Bạn sẽ giảm đi cái sự suy nghĩ này, mà bạn ngày càng chấp nhận bản thân của mình nhiều hơn.
Còn cái người yêu của bạn là một người rất là kiên định nha. Cái người bị bạn thu hút á, rất là kiên định. À, từ đầu tới cuối đều là kiên định trước sau như một. Tại năng lượng họ là bên kỵ sĩ tiền và justice. Tính cách công bằng. Ứng xử là họ sẽ có suy nghĩ đến đến cái sự lâu dài. À, họ có sự kiên nhẫn với mọi việc, có sự kiên nhẫn với bạn luôn. Đây không phải là một cái người dễ dàng phán xét người khác trong nhất thời. À, tức là không vì những cái chuyện gì đó nhất thời mà dễ dàng đưa đến cái sự phán xét người khác đâu. Cái người này công bằng, hiểu những cái nguyên nhân gần xa ha, hiểu nhân quả nghiệp báo. À, cho nên cái cách nhìn của họ, cái cách phán xét của họ về cuộc đời, về người khác, nó sẽ là theo cái cách riêng của họ. Hiện tại cái người đang để ý đến bạn á, có nhiều những cái cơ hội trong cuộc sống á, tức là nhiều cái cơ hội trong công việc. À, họ cũng rất là tập trung vào trong công việc nữa. À, cái người này chứ không có bỏ thời gian ra để mà so sánh bạn với người khác á, tức là mà cái người này không có thói quen so sánh người khác với nhau luôn. À, họ có chính kiến riêng, lập trường riêng. À, họ có những cái nhận định riêng của họ, họ không có để so sánh giữa người với người đâu. Rồi à. Đây là một người có cái thế giới riêng của họ á, tức là họ có những cái ranh giới xác định rất là rõ ràng, có những thế giới riêng rõ ràng. À, và họ quen với cái việc kiểm soát cái thế giới riêng của họ, tức là cái người này lập trường vững, ranh giới rất là vững vàng và nó đã trở thành cái thói quen ứng xử của họ luôn. Giống như tính cách của cái người đang để ý đến bạn, tức là họ biết cái sự suy nghĩ nào họ nên giữ lại và những cái sự suy nghĩ nào họ không nên tập trung rất là rõ ràng, bởi vì cái người này xác định ranh giới mọi thứ đều rõ ràng cả. Rồi mình tiếp ha. Cái người mà đang để ý đến các bạn tụ ba là cái người cho các bạn cái nguồn cảm xúc nhiều lắm nha. Tức là một ai đó bạn đang để ý đến mà bạn cảm thấy cảm xúc dạt dào á, chính là cái người đó. Rồi các bạn có true love, wow, lựa chọn tình yêu nè. À, có nghĩa là các bạn, cái người mà đang để ý đến đến các bạn á, các bạn nhìn bề ngoài có thể rất là khô khan ha, hoặc là lý trí quá, nhưng thực ra cái người này làm đây là một cái người mà ứng xử cũng lại nghiêng về trái tim nha, có nghĩa là họ trọng cái tình cảm, tình người, họ tôn trọng tình cảm của người khác. À, cho nên bạn đừng nghĩ họ sẽ ứng xử một cách lạnh lùng nha. Cái biểu hiện bên ngoài thế thôi, nhưng khi ứng xử vẫn là cái tình cảm nó vẫn là mạnh hơn á. Các bạn có be willing to express love. Bạn và cái người này sẽ ngày càng thẳng thắn với nhau trong tình yêu á. À, các bạn sẽ tự nhiên tự tin hơn về bản thân trong tình yêu. À, và các bạn cân bằng được cái cảm xúc yêu thương nhau nè, với lại cái lý trí, cái sự tỉnh táo. À, tức là cân bằng được cái sự yêu đối phương và cân bằng với cái yêu bản thân, giữ chính kiến của bản thân. Cho nên là có sự cân bằng ha, trao đi yêu thương, nhận nhận lại sự yêu thương, và các bạn rất là tự tin trong cái việc thể hiện tình cảm của mình theo cách của mấy bạn, giống như cái người đó sẽ thể hiện tình cảm với bạn theo cách của họ, theo cái sự tự tin, cái chính kiến của họ, và bạn cũng thế. Rồi các bạn có gì, các bạn có just or will be well, new moon là sự nữ, các bạn có thông điệp là hãy đặt niềm tin tất cả
rồi sẽ rất là ổn, rất là tốt đẹp. À, các bạn đã có những cái cuộn dâng trào cảm xúc gì thì ý thông điệp này từ từ các bạn sẽ cân bằng lại được hết. Mọi việc nó đang đi theo cái hướng hài hòa, cân bằng, theo cái hướng tốt á, cái hướng của sự cái hướng của cái sự phát triển lên á, của cái việc nghiêng về cái sự sống á, chứ nó không đi theo cái hướng tiêu cực nha, không đi theo cái hướng giảm tinh thần đâu. Hay là đi theo, hay là so sánh cái này cái kia là không á. Tại vì cái năng lượng so sánh nó là dễ làm cho người ta bị đau tinh thần xuống lắm. Nhưng cái sự việc của bạn á, tức là mọi chuyện nó đang diễn tiến trong tình yêu của bạn á, nó đang đi theo cái hướng là giữ cái sự cân bằng và hài hòa, chứ nó không đi theo cái hướng giảm tinh thần xuống. Một cái nữa, go for it, năng lượng của Bạch Dương, go for it. Cái này là các bạn hãy cứ giống như là trong trong tình yêu này, các bạn đi thì mới biết được là mình đi đến đâu, cho nên là hãy cứ đi, hãy cứ đi, hãy cứ đồng hành cùng nhau thì mới biết được là mình sẽ đi xa được tới đâu. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.